Xin chào các bác, xin chào anh em. Em đi sáng giới thiệu với các bác và anh em một cái chiếc âm ly nhỏ gọn, âm ly mini anh em nhé. Em sẽ đo qua kích thước cho các bác anh em mình trước. Âm ly của Đơn Ông, model của con này con M7 em nhé. Chiều sâu của âm ly tính cả cái núm volume hết phía sau đó là 32, chiều sâu 32. Chiều rộng của âm ly là 21. Và chiều dày của âm ly, chiều dày của âm ly là 9cm, 9cm anh em nhé. Công suất là 45W. Công suất tiêu thụ điện anh em chú ý, công suất tiêu thụ điện của nó là M7 này, công suất tiêu thụ điện là 45W anh em nhé. Đấy, con này đánh loa gốc xeo cực hay, có cổng súp điện luôn anh em nhé, để chơi thêm súp điện. Đặc biệt là có chỉnh ba lăng, có chỉnh bát và check luôn ở tại dàn luôn, tại núm vạn luôn, rất tiện lợi. Con này đánh loa gốc xeo lên rất là tiếng, rất là hay luôn. Âm ly nhỏ nhưng mà có võ, chơi tốt ở những cặp loa bát 18 trở lại. Đấy, chơi hay những cặp loa bát 16 trở lại anh em nhé. Tiếng rất hay và chi tiết. Hình thức còn tương đối đẹp, âm ly thiết kế rất là mỏng, nhỏ nhưng mà rất là nặng anh em nhé. Đấy. Đài con này có FM và AM. FM con này 90. Mặt trước ở ok, tương đối ok. Có một số các trời xếp nhẹ vận chuyển, tuy nhiên thì cũng không đáng kể. Đây. Âm ly đã test hát ok anh em nhé, chỉnh ba chép rất hay và rất tiện lợi luôn ở các cái núm này, ba chép và ba lăng. Có rất nhiều các cổng kết nối ở phía sau, ví dụ anh em có thể kết nối thêm với cả CD này, loa aux này, rồi tab này, vân vân. Đây cổng súp điện của anh em nhé, model là M7 đây. Loa con này hỗ trợ giải trực áng từ 6 đến 16 ohm, có thể ghép với thông dụng với gần như là tất cả các dòng loa bốc xeo, tiếng rất hay. Ghép loa Đơn Ông, ghép loa của Onkyo, ghép loa Kenwood, ghép loa Sony, em đã test đều hát ok và không hề bị kén. Đây, dây nguồn nó thiết kế cả một cái công tắc, ta bật nguồn này. Đây một cái này. Và gần ổ cắm được một cái nữa, chả biết sao nó kiện lắm thế thì không biết. Đấy, nguyên bản nó là như vậy. Đó. Tiếng rất hay luôn. Đánh bốc xèo quá tuyệt vời em nhé. Cho tôi ôm lấy. Rồi, chiếc âm ly này em bán giá là 1.500.000 đồng. Anh em mua hàng chuyển đủ em sẽ bao ship. Anh em mua hàng chuyển cọc thì em sẽ không bao phí ship. Đấy. Anh em đặt hàng thì một cho hai thức, một chuyển cọc, hai chuyển đủ. Nếu như có chuyển đủ, chuyển cọc thì cọc trước cho em 200.000 thôi. Giá em báo chưa bao gồm phụ kiện. Anh em nào lấy liên hệ số Zalo của em là số 0975 575 262. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và các anh em.